Nói với ông coi nó nữa. Nè, con sao hát lấy á. Nha, không được khóc nghe cái gì nhá. Con đi con.
không nọt. À, chút bài này xong mẹ ô mà liền nuôi đó. Chào chị. Mẹ mẹ. Ừ. Để mẹ kia mẹ hơn lại á hát đi á đi á mà hồi nhưng đuổi mẹ này mi tiệt giá tha tiền nha mẹ ơi chị lấy qua về cho em này rồi còn lấy qua về cho em anh phải mang giúp về mẹ hơn á mang giúp hơn nha bữa nè chị lấy qua thì em ấy đứt nè có quạt đúng rồi ăn đấy chị bỏ em bố về công ty ban mai mà giúp đỡ mẹ đó mà giúp đỡ nọ giúp mẹ về công ty mẹ liền bé lại mưa phát nó liền bé hả lại á hả chú mưa ừ. Giờ của em á mẹ phải hát của khác xuống bác chị á ăn với bánh với chị nhé mẹ đi nấu cơm à, chú đi đây anh tên này thì tên đi á à thì tên hả chị về ở đây bán thì bán bán tiền ngon không tốt thế nào em đi học chưa đi học rồi em học lớp mấy rồi em học lớp 1 rồi học giỏi không chị vừa mới làm ấy. Rồi. Hey. Hả? Chị vừa nấu cơm. Nấu cơm cho chị ạ.
con lấy chìa đây trông cho mẹ nhé. Đừng lâu đó. Xanh. Ôi chị đi con ơi. Thank you.
Hãy
đúng không? Mời chị ăn cơm đi. Cơm đi, con cơm. Con đi lấy gẫn. Con làm cái nào? À, cơm của chị ngon lắm nè. Tối lắm, mình bật điện á. Vâng. Bật điện con chó mới biết ăn cơm nhé. Vâng.
Ăn mẹ hả? Chi ngồi nhau trên đá còn. Nhìn một cái. Nhá, con đi nhặt vào hổ nhé.
Má là chế. Đây, hướng má. Hướng má của mình. Thầy ơi. Hãy subscribe cho kênh Ngọc.
cháu về nha. Hàn lỗi em ạ.
Để nó vào đi. Đủ đi, tao không nhắc hả? Ừ, chết. Thank you.
Trên nè, cái bát ở đây, cái bát. Cầm cái này đi.
chín nè. Chiếu. Em lấy nha, lấy chiếu thì để em cắn. Trời. Thank you.
cơm mới cho đi con này. Ở dưới anh coi nón á. Nè, coi sao hát thế á. Để thế, để tiền coi mà ươn. Ở nhà với chị nhá. Nè, đi làm thế nhá. Làm thế kiếm tiền nhá. Chứ ươn, ôi bà mua bài cái rồi nhá. Mà mua tổng nhá. Ôi bà mua bài cái không. Em đi học nhá. Nè, đi làm thế mấy thời gian, mấy tháng nữa nhá. Để được kiếm được tiền ở bên nhà ấy. Không được khóc nhá. Ở nhà với chị nhá. Ở nhà ngoài nhá. Không được khóc nghe cho chị nhá. Bà nhé. Bà.
không đi lấy cơm, đi lấy cả cho con gà con gì đấy. Em lấy chưa? Lấy về chưa? Đợi đã. Come on, 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 come on
Em giữ cái này chị. Cầm nha. Em không cái gì rồi chị. Thank you.
kìa. Gần 3 cân kìa. Tính chưa? 100.
Yeah.